Xin chào các bạn quay trở lại với kênh xe đạp Hải Phòng của trang web xe đạp Hải Phòng.com. Trong các video trước thì mình xuất hiện mặt, hôm nay mình cần phải quay màn hình máy tính nên là mình không xuất hiện mặt nữa. Và có một những cái câu hỏi, ví dụ như là các bạn thường hỏi là bộ chuyển động này thì nó tại sao nó đắt thế, tại sao có những cái chiếc xe mà nó chỉ có 2-3 triệu một chiếc xe, mình có những cái xe mà 20-30 triệu, có thậm chí có những cái xe 100 triệu một chiếc xe. Thì giá thành của chiếc xe thì nó sẽ phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Thế nhưng mà một đó là cái chất liệu của khung. Chất liệu của khung là khung bằng nhôm hay là bằng carbon, hay là cao cấp hơn thì là titan là cao cấp nhất, là nhẹ nhất và bền nhất. Hay là carbon hay là titan thì nó cũng quyết định cái giá thành của chiếc xe. Cái thứ hai là cái quyết định nhiều nhất đó là cái bộ chuyển động. Đầu tiên là chất liệu làm khung và thương hiệu xe có chính hãng hay không. Cái thứ hai là chất liệu bộ chuyển động, giá thành của bộ chuyển động. Đó. Và giá thành của cặp bánh xe thì nó sẽ quyết định trước chiếc xe đắt tiền hay là chiếc xe rẻ tiền. Trong cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn là phân biệt các cái group, các cái bộ chuyển động mà từ thấp cho nên đến cao của xe đạp thể thao địa hình MTB. Nó là viết tắt của từ mountain bike, chính là viết tắt của từ MTB. Thì như các bạn biết là một chiếc xe MTB thì cũng có những xe chỉ 2-3 triệu, 4-5 triệu, 6 triệu, có những xe 2-30 triệu, thậm chí là đắt hơn một chút thì nó cũng là như vậy. Nó sẽ đắt bởi vì cái chất liệu làm khung này, có thể là sắt, là thợ sắt thường thường là sắt thép thì là rẻ nhất, nhưng cũng có một số những cái dòng như là dòng đắc rốc hoặc là những cái dòng mà mega thì sườn nó bằng thép nhưng mà những cái sườn này rất là đắt. Thì cái này không nói, nhưng mà thường là nếu mà sườn xe đạp đẹp mà mountain bike mà bằng sắt thì là loại rẻ tiền, giá thành nó vào từ khoảng 1 triệu mấy cho đến 3 triệu, 2 triệu mấy cho đến gần 3 triệu là hết cái kim. Thế còn trung bình thì thường là khung nhôm, giá thành từ khoảng 2 triệu mấy cho đến 5-6 triệu, 7 triệu, 8 triệu. À, thế còn cao hơn, cấp hơn thứ thứ ba đó là khung carbon. Khung carbon thì nó nhẹ hơn nhôm nhưng mà để mà độ chịu lực thì mình nghĩ là nó không bằng nhôm, nó chịu lực kém hơn nhôm nhiều. Đó. Chịu lực kém hơn nhôm. Đây ví dụ như trong hình đây là khung carbon. Khung carbon thì các bạn nhìn thấy là những cái giáp nối của nó không có và nó hầu như là không có mối hàn, bởi vì nó không hàn, nó là nhựa các bạn. Nó là nhựa carbon. Thì nó là khung carbon. À, cao cấp nữa là nó khung titan. Titan. Đây ví dụ như trước này là khung titan. Khung titan thì như các bạn biết là mình đi làm một cái răng bé xíu như cái hạt ngô bằng titan đã là mười mấy triệu rồi. Thì cái khung bằng titan nó rất là đắt, bởi vì nó là vật liệu quý hiếm, là máy bay. Nên là cái chiếc khung bằng titan thì nó rất là đắt. Ngoài ra cái giá thành chiếc xe thì nó quyết định bởi cái khung này và bộ chuyển động đó. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn là các bạn phân biệt là các bộ chuyển động từ thấp thấp cấp nhất cho đến trung bình nhất và đến cao cấp nhất. Thì đây là mình hoàn toàn là lấy ảnh Google, không có cung cấp những cái ảnh này, các bạn dễ tìm kiếm cho nó trực quan. Thì các bạn đầu tiên là cái thường trang bộ bị trên cái bộ chuyển động của xe đạp thể thao Nhật bãi hoặc là những cái xe đạp thể thao trung cấp bình dân, thì đó là cái trang bị bộ chuyển động Shimano Tourlay. Các bạn có thể đánh với cái từ khóa là Shimano Tourlay TZ hoặc Shimano Tourlay TX đều được.
Thì đây là hai cái bộ chuyển động Shimano Tourlay phổ biến được trang bị cho xe đạp thể thao, mountain bike, leo núi hoặc là touring, các cái dòng của Nhật hoặc cái dòng xe đạp khác. Thì đây là dòng bình dân, thấp nhất và bình dân nhất, dễ dùng nhất và cũng độ bền cũng tương đối. Thường những cái bộ chuyển động này thì nó sẽ đi với các cái tốc độ và như là 6 líp, 7 líp là tối đa, 6, 5, 6, 7 tầng líp là tối đa, chứ không cao hơn. Như vậy. Cùng với cao cấp hơn một chút tí thôi, một chút xíu thôi, thì đó là Shimano Tourlay TX. Shimano Tourlay TX thì cũng đi với các cái líp như là 6 tầng, 5 tầng, 6 tầng, 7 tầng là tối đa. Thường thì ít đi với 8 tầng. Đấy, còn lên tiếp cao cấp hơn đó là Shimano Antut. Thì bộ Shimano Antut này cũng xuất hiện rất là nhiều ở trên cái xe đạp thể thao bãi Nhật hoặc là những cái xe đạp trung cấp. Thì bộ chuyển động Shimano Antut này thì thường trang bị cho những cái xe mà có 8 tốc độ, 8 cấp tốc độ, 8 tốc độ. Thì thường thì sẽ trang bị cho những cái xe mà trang bị có 8 lít tầng. Chứ còn 7 lít tầng thì ít trang bị Shimano Antut mà sẽ trang bị Shimano Tourlay. Cao cấp hơn nữa đó là cái đồ mà lít tầng 9 tầng. Thì thường sẽ được trang bị bộ đồ Acera, Shimano Acera cho lít 8 tầng hoặc 9 tầng trở lên. 8 tầng đến 9 tầng thôi, trở lên thì chưa chưa. Đến 10 tầng thì chưa dùng Acera được, không dùng Acera được. Thì đây là cao cấp hơn Antut, cao cấp hơn Tourlay, thì đó đã đến Acera. Acera thì thường là trang bị cho những cái xe mà níp 9 tầng. Tiếp theo đó là các bạn vẫn 9 tầng hoặc có thể lên đến 10 tầng thì có hai loại. Thì đó là bộ Shimano Alivio. Alivio trang bị cho xe mountain bike từ níp từ 8 à từ 9 tầng cho đến 10 tầng. Bộ Shimano Alivio. Bộ này thì cũng gọi là khá cao cấp rồi các bạn. Khá cao cấp rồi. Gần 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 chùm cuối đó là Shimano Deore. Deore thì trang bị là cho cái líp là 10 số. Như các bạn thấy là trên tay chuyển số đây là nó có chữ 10. Cho cái trang bị cho xe là 10 tầng líp. Đấy, các bạn thấy níp 10 tầng nó rất là nhiều răng, nhiều cấp độ 10 hoặc 11 nữa. Đây, 2 nhân 11 cũng có. Và chùm cuối đó là cho dòng MTB đó là DRXT. DRXT khác hẳn DR thường. Thì trên DR thường thì nó không có chữ XT mà nó còn trên DRXT thì nó có chữ XT được dập lỗi, được đúc nổi lên. Chữ XT cao cấp hơn cả DRE luôn. Thì cái này là trang bị cho 11 số. 11 số các bạn. Níp níp tầng 11 số là một công nghệ cực kỳ cao. Chùm cuối của bộ chuyển động mountain bike, thường thì một bộ chuyển động này nó rất đắt, nó vào tầm khoảng mười mấy triệu một cái group này. Mười mấy triệu một cái group không này. Thế còn chưa nói là khung xe, vành xe, bánh xe, thắng xe, các cái ghi đông phốt tăng liên quan nữa. Nhưng mà cái bộ trùng cuối này nó cho chiếc xe chuyển động thì rất là tốt, nhưng mà để sở hữu được cái chiếc xe mà có trang bị bộ chuyển động này thì chắc nó vào khoảng 20 đến 30 triệu đồng một chiếc xe tùy từng cũ mới. Đấy là thấp thấp, đấy còn có thể cao hơn. Đấy thì tùy vào từng điều kiện kinh tế và các cái phân biệt thì các bạn có thể tự mình phân biệt được là tại sao ở cái chiếc xe này nó đắt và cái tại sao cái chiếc xe này nó rẻ. Tại sao là một chiếc xe kia nó có 3 triệu thôi mà những chiếc xe khác này nó lại 30 triệu. Thì một là chất liệu là chế tạo khung. Hai là cái bộ chuyển động nó có cao cấp hay không. Ba là cái vành bánh này nó có đắt tiền hay không, là loại chạy bằng bi côn nổi hay là chạy bằng bi vòng bạc đạn hay là chạy bằng bi ceramic.
Đấy, rất là nhiều thứ. Ghi đông phốt tăng bằng carbon hay bằng nhôm hay bằng titan. Đó. Rồi rất là nhiều thứ khác, bê đan nó có đắt tiền, loại bắt đắt tiền hay không. Thì sau những video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn phân biệt những cái group sau. Group cho xe road, rồi cho xe touring, rồi các cái thứ vành bánh khác nhau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn quan tâm đến xe đạp thể thao thì hãy ấn like video để mà ủng hộ mình làm những video tiếp theo, và ấn đăng ký. Bên cạnh đăng ký thì các bạn ấn chiếc chuông này lên, thì các bạn sẽ là người được YouTube ưu tiên hiển thị những cái video đầu tiên mà mình đăng lên kênh. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.